Sau một ngày vui chơi thoải mái ở thành phố Phan Thiết và Mũi Né, nếu trong túi chỉ còn lại đúng 50.000 đồng, bạn sẽ ăn gì? Nếu các bạn chưa biết, hãy để trí thức bật mí cho các bạn nhé. Và không chỉ ăn mà chúng ta phải ăn đặc sản nữa cơ. Món đầu tiên sẽ là bánh xèo. Nguyên liệu làm vỏ bánh cũng giống bánh xèo ở nhiều nơi khác, cũng bột, giá, lá. Khác biệt đặc biệt nhân bánh. Vỏ bánh xèo ở Phan Thiết thì có một điểm đặc biệt khác với những vùng khác, đó là nhân được làm bằng hải sản. Có rất nhiều quán để du khách và những người dân lựa chọn và giá cả thì cực kỳ dễ chịu. Chị ơi, tính tiền giùm em. Món thứ hai trong buổi tối là bánh mì. Tiệm bánh mì ở góc đường này không chỉ đặc biệt về những nguyên liệu mà còn đặc biệt vì cái tên mà người dân đặt cho quán. Bánh mì thì ở đâu cũng có nhưng đặc biệt ở quán này người ta gọi là bánh mì chờ. Hầu như ai đến mua cũng phải chờ đợi, ít thì đôi 3 phút, nhiều thì khoảng 10 phút bởi luôn có một đám đông đợi sẵn, chờ đợi vì ngon nhiều và cả vì cái giá 15.000 đồng một ổ. Và đã đến Phan Thiết, quả thực không nên bỏ qua món thứ ba mà tôi sắp nói tới đây. Và đây là món tiếp theo của chúng ta ngày hôm nay, món bánh tráng nướng. Và để xem là món bánh tráng nướng ở đây khác gì với những nơi khác, chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhé. Ngoài việc nhân có thêm một số hải sản, các cuốn bánh khá lạ, bánh tráng nướng Phan Thiết còn có một gia vị bí mật. Chị ơi, chị ăn em thấy rất là thơm. Còn mới tạo thành cái tốt này không chị ha? Cái này luôn đó là cái tốt là cái gì chị? Và một lần nữa, giá của tất cả ở đây là bất ngờ. Như vậy là thử thách 50.000 đồng của chúng ta đã được vượt qua một cách dễ dàng. Quý vị có thấy không, chỉ với 36.000 thôi tôi ăn được cả bánh mì, bánh xèo và bánh tráng. Nhiều người cứ hay quan niệm là tại những thành phố du lịch thì giá cả sẽ rất đắt đỏ. Nhưng tôi vừa chứng minh điều này không đúng tại thành phố Phan Thiết.